quay với lại 10 con hào nướng nha. Tôi ngồi đây tôi cho nghe bắn cái. Sao đấy con? Hả? Đau bụng à? Sao? Sao mẹ thấy con cứ chạy ra chạy vô hoài vậy? Con đi vệ sinh phải không? Con đi vệ sinh không được à? Đau bụng hả? Mẹ xem nào. Ủa? Đau bụng quá hả? À, mẹ nhớ ra rồi. Hôm qua con uống nhiều sữa quá xong rồi bữa nay con bị táo bón đúng không? Đúng không? Có phải hôm qua con uống nhiều sữa quá mẹ nói con rồi? Ôi trời ơi, cô Bi ơi. Trời ơi, cô Bi uống gì mà lần hai hộp sữa vậy? Một hộp to, một nhỏ thế này. Trời ơi, con uống nhiều quá sữa quá rồi. Uống nhiều sữa thế này là không tốt đâu cô Bi ạ. Uống nhiều sữa thế này là con khả năng là bụng con nó tiêu hóa sẽ rất là khó chịu đấy. Anh Bình uống sữa nhiều anh Bình bị táo bón hay con biết không? Hả? Bây giờ con ráng nha, con vô nhà vệ sinh, con cởi quần ra xong rồi con rặn cho nó thật mạnh, con lấy sức con rặn cho mạnh ra để nó ra nha. Chứ táo bón nó khó chịu lắm nha. Mẹ sẽ đi hái rau cho con xong rồi mẹ luộc lên rau lên cho con nhé. Xong rồi mẹ gọt thêm một ít trái cây nữa cho con ăn nhé. Được không? Làm nước cam cho con uống nhé. Cho nó có chất xơ vào để nó sẽ đỡ nhé. Nha. Ok không? Con ráng đi vệ sinh đi nha. Con rặn mạnh lên nha. Đi đi. Thank you.
con. Con đi được chưa? Để mẹ xem nào, để mẹ rửa rửa đi cho nha. Đây. Mẹ rửa đi cho con nhé. Đi được là chắc dễ chịu lắm rồi đúng không? Làm đây. Mẹ bảo là bữa sau uống sữa ít lại nha, không được uống sữa nhiều quá là nó gây ra táo bón ấy. Anh mình uống sữa nhiều quá mà anh mình bị táo bón, anh mình đi không được ấy. Nhớ chưa cô Vi? Bữa nay mẹ cũng phải cấm sữa anh mình thôi, anh mình uống sữa nhiều quá rồi. Vitamin C nó cũng rất là tốt. Sau đó mình ăn thêm một ít rau nữa để có bổ sung chất xơ nha. Mình sẽ đỡ bị táo bón ngay nha. Con ngồi đây con đợi mẹ nhé. Ngồi đây đợi mẹ, mẹ đi lấy nha. Ồ, con mẹ mẹ. Ba nhé, ba ngồi đây nhé. Ngồi đây đợi mẹ nhé. Mẹ đi lấy đồ nhé. Nhé. Ngày mai này con sẽ không bị táo bón nữa. Nhá, giỏi.